Hàng Nhật Tuấn Hà, tại số 2 qua 603 là Đồng Quân. Thì hôm nay lại xin chào quý khách. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý khách cái mẫu Panasonic EPMA 7000. Con EPMA 7000 này thì mọi người nhìn cái hình dáng thì nó hơi kỳ lạ một chút, đúng không? Bởi vì cái con này là nó là cái dòng đầu tiên Panasonic sản xuất ra cái dòng ghế massage này, sau khi được kế thừa của cái dòng Natina, là những cái dòng như Pana Natina EPMA 3500, 3510. Thì cái bản Panama 7000 này thì cái hình dáng của nó trông nó hơi quê một chút so với cái phiên bản EPMA 70. Thế nhưng mà kỹ thuật đấm của cái bản này thì rất là ok và rất là tốt luôn. Hôm nay thì vỏ với cái tầm giá khoảng tầm 30 triệu thì chắc là cũng ít có con nào mà có được cái kỹ thuật đấm ok như cái con này. Tầm giá 30 nhé, 30 triệu. Bỏ qua, đầu tiên ta phân tích về hình dáng. Hình dáng của cái dòng ghế Panama 7000 này ra thì cái phần bóp vai của nó, thay vì cái việc là vai thẳng ra như thế này, thì bắt đầu nó sẽ sử dụng cái vai để đẩy hơi như thế này, để ép vai vào. Thì con này là bình thường ghế thì nó sẽ có là ép vai từ bên trong ngoài vào bên trong, thì con này nó sẽ ép vai là từ dưới đẩy lên trên theo hướng chéo. Và ở đây nó có những cái gai đệm này, những cái gai đệm để ấn huyệt vào lưng. Cho nên tôi đánh giá là cái phần vai này nó làm massage chi tiết và cũng rất là chi tiết luôn. Đây, massage ấn này, ba con viên này, để ấn này, 1, 2, 3 này, 1, 2, 3 này, đấy. Tiếp tục là đến cái phần massage ở phần thắt lưng và cổ vai gáy. Như những cái dòng Pana đời trước thì nó có một cái đệm rất là dày để che kín này, thì bọn này nó đã bỏ cái phần này ra, bỏ cái phần này ra. Cái phần này nó là có ở cái phần nót hơi, đệm để mọi người có thể nằm đi vào ra để sử dụng, sử dụng để che chắn, để giảm chấn, còn để đẩy cho cái phần lưng của mình cao lên một chút để đỡ tiếp xúc được với cả cái phần con nan khi nó chạy như thế này. Ví dụ như khi con nan nó chạy như thế này ra thì nó sẽ bóp vào cái người một cảm giác nó triệt để hơn. Như mọi người thấy thì cái chất da của Pana với chất vải của Pana bao năm nó vẫn rất là đẹp, rất đẹp. Con này thì chắc chắn là ngon hơn nhiều so với những con Natina rồi. Rồi đến phần tay. Phần tay của cái bản EPMA 7000 này thì nó khác so với bản MA 70. Bản MA 70 thì tay của nó sẽ là vân carbon, còn bản này tay thì của nó sẽ là bằng nhựa giả gỗ. Nhựa giả gỗ chứ không phải gỗ đâu, nhựa giả gỗ. Rất bóng đẹp. Tiếp tục là đi đến cái phần ở bên đây. Ở cái phần mông này thì nó sẽ có phần hơi ấn đi lên trên và phần bắp mông này. Bắp mông của cái dòng Pana này cũng có một cái điểm rất hay, đấy là cũng có gai này. Đây, gai này. Đấy, thì để ấn được vào cái phần hông với phần chân của mình triệt để hơn. Nên những đời Pana MA70 thì nó sẽ không có những cái phần này. Tiếp tục đến phần chân, cũng không có quá nhiều đặc biệt. Ở đây là phần bắp chân thì nó nhô cao hơn so với bản Pana. Bản Pana thì cái phần chân nó chỉ thẳng như thế này thôi. Nhưng đến đời Natin, cái đời Pana này thì nó là chân cao cho nên nó bóp lên tận gần như đến cái đầu gối. Ở phía dưới này ra thì cũng vẫn là cái những cái đệm gai truyền thống đặt lên trên này và hai bên bóp hơi. Đấy. Đấy là về cái ngoại hình của phần con Pana EPMA 7000 này. Tiếp tục thì ta đi đến cái bảng điều khiển của con này. Con này thì nó chạy điện 100V. Sẽ có những cái bài tự động ở bên trên này. Đầu tiên là bài tắt bật này, tắt bật đi lên trên. Thì cái hình dáng hiển thị ban đầu tiên bao giờ nó sẽ có cái hình người hiển thị lên trên này. Đây là tiếng nói này, tức là khi mà nó ra thì nó sẽ phát ra giọng nói là lên đến các mức khác nhau. Đây là tạm dừng. Ở hai bên này thì sẽ có hai cái tính năng phụ ở bên này. Bên này để massage hơi và bên này là massage đấm. Những cái bài tự động của nó thì sẽ có những cái bài như thế này. Đầu tiên là bài toàn thân này, ấn huyệt này, nhào trộn này. Đấy. Bài massage 5 phút này. Đấy. Đây là bài massage của phần thắt lưng này. Bên đây là ta có những cái tư thế ngả của máy này. Ngả của máy này. Đây, ấn ngả này, giữ chặt. Nếu như mà không giữ chặt thì nó không vững dậy được. Nâng chân này. Đấy, cái con này thì được gia dụng Nhật nhập về ra thì cũng rất là tốt rồi. Một cái mẫu ghế chỉ có 30 triệu thôi ạ.
Tại hàng Nhật Tuấn Hà thì cái mẫu ghế này nó cũng ít về thôi, nhưng mà linh phụ kiện của con này thì nó sẽ tương ứng với con Pana FMA 7000. Cho nên là khi quý khách sử dụng thì cũng không phải ngại gì về cái vấn đề linh kiện cả, bởi vì con dòng Pana thì nó thiết kế xuyên suốt trên tất cả các cái quá trình rồi, cho nên là tất cả linh kiện nó sẽ đều giống nhau hết. Tiếp tục ra là bên đây ra thì để những cái chế độ như duỗi chân này, duỗi nâng hạ chân này, chân nhanh này. Đấy, bên đây duỗi nâng hạ thân nhanh này. Còn đây là ở những cái phần bóp hơi ở phần tay này, bóp hơi ở phần chân này, bóp hơi ở phần mông này và bóp hơi ở phần nâng gáy. Còn đây là tăng giảm ra của cái lực bóp hơi. Bên đây ra thì nó sẽ có những cái bài đấm, ví dụ như là chỗ này để nâng đẩy con năn, hạ con năn này. Đấy, tăng giảm lực của phần bóp hơi này. Đấy, tăng giảm lực của phần bóp hơi này. Những cái chế độ đấm này, ấn huyệt này, đấm này, dây bóp này, hoặc là xoay miết tròn này ở bên trong, để quý khách có thể sử dụng ra những cái chế độ này một cách phù hợp nhất. Ở bên đây thì nó sẽ có, ở bên đây là cộng trừ của lực đấm này. Đây là những cái chế độ như là nhiệt hồng ngoại này, con năn đẩy lên này, con năn đẩy dọc theo chiều ngang lên trên, bóp trái bóp phải này. Còn bên đây ra thì để bóp theo từng phần một, đây là vai này, cổ này và cả vai của cổ. Đây là phần nâng eo. Và sau khi mình chọn bất cứ một phần nào, ví dụ đây, mình chọn một phần này nhé, tắt đi này. Con này thì cũng dễ dùng thôi. Bên này ra thì nó chỉ là phần nâng eo, chỉ cần có một cái hướng dẫn sử dụng cái là mình có thể sử dụng luôn, cũng khá là dễ dùng. Đầu tiên chọn lựa này, chọn này, xong ấn xác nhận cái, thế là máy nó chạy rồi. Nó sẽ có cái nút 1, 2 này để bạn lựa chọn. Chọn chế độ 1 này, chế độ 2 này. 1 xong bắt đầu chọn một trong hai chế độ. Và sau đó là 3 này là máy sẽ vào chế độ là bắt đầu massage theo từng phần một. Và đây con năn nó đang ở đâu thì bắt đầu nó sẽ nháy nháy ở đấy. Đấy, đây là tất cả những cái gì các bạn cần phải biết về cái con Pana FPMA 7000 này. Ở phân khúc 30 triệu thì nó có thể nói là con vô địch về chức năng đấm. Nói chung là ai mà mua tặng bố mẹ thì làm con Pana FPMA 7000 này chắc chắn là ok luôn. Chức năng đấm tương tự giống như FPMA 70 mà đấm còn ngon hơn FPMA 70. Nó sẽ tương tự cái chức năng đấm của FPMA 73 mà lại còn chênh nhau đến 15 triệu. Rồi, rất cảm ơn quý khách. Hàng Nhật Tuấn Hà thì cơ sở 1 tại số 2 ngõ 603 là Long Quân, cơ sở 2 ở số 116 đường Hồng Đô Mỹ Đình và cơ sở thứ 3 ở 368 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Ninh Bình. Rất cảm ơn quý khách đã luôn ủng hộ Hàng Nhật Tuấn Hà trong thời gian qua.